Mày xứng đôi quá vậy trời. Mai mấy cưới thì tôi hỗ trợ lần cưới liền luôn đi. Dạ, được anh. Nếu 3 ngày tôi lo hết cho. Anh lo tổng chi phí luôn hả? Ừ. Đúng rồi. Về bản thân mình đi em. Dạ, em chào anh Nguyễn Linh, chào chị Cát Tường và chào các khán giả đang xem chương trình ạ. Dạ, em tên Mỹ Linh, năm nay 27 tuổi ạ. Em ở Tây Ninh, hiện em là nhân viên ngân hàng. Em đang làm việc ở đâu? Dạ, em làm ở thành phố chị. Làm thành phố, quê Tây Ninh. Rồi, bạn trai. Dạ, em xin chào anh Nguyễn Linh, chào chị Cát Tường và xin chào quý vị khán giả. Dạ, chào bạn nữ bên kia ạ. Dạ, em giới thiệu là em tên Phan Văn Cường. Dạ, em ở quê ở Cai Lậy, Tiền Giang. Dạ, em đang làm việc ở một công ty đóng tàu ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh ạ. Cụ thể là đốc công anh. Dạ, đốc công viên giám sát công nhân nó làm. Dạ, cũng là quản lý đó ha. Dạ. Ba bao nhiêu tuổi hồi nãy chị chưa nghe? Dạ. Anh em năm nay mới 30 tuổi rồi chị ạ. 30. Rồi. Rồi, mình giới thiệu về bản thân mình một chút. Em hay khóc. Ủa sao vậy? Em mà xem phim nói về tình cảm gia đình mà cái lúc cảm động á, cái diễn viên khóc ở đây em cũng khóc luôn. Thì em cũng là tính cũng hơi giống bạn nữ vậy. Trời. Thì có thiệt luôn trước hả? Em có xem một cái cặp mà cũng chuyên dự chương trình Bạn Muốn Hò mà cặp mà anh này cũng lỡ thời rồi, chị đó cũng có chồng rồi. À. Thì xem cái cặp đó em cũng anh bảo vệ chị bán cơm đúng không? Dạ, chị bán cơm với anh bảo vệ. Dạ đúng rồi. Rồi ngồi khóc luôn. Vậy hai bạn này coi phim hai người khóc ngay đúng rồi. À, mình muốn cái chuẩn người đàn ông là người như thế nào? Dạ, khoảng cao 1m7 trở lên, có mắt to sáng với nụ cười đẹp có răng trỏn đó chị. Trời ơi. Có không anh Linh? Mắt có to nhưng mà cũng có con mắt nhỏ. Nụ cười đẹp. Cười này hả? Lúc đẹp lúc không. Bây giờ thí dụ cụ thể em thích nụ cười của ai đi. Chúng dạ nụ vậy? Cười giống anh là đẹp rồi. Rồi. Cười giống anh. Bên đây cười đẹp hơn anh luôn nha. Điều gì mà nó thích người bạn trai? Dạ em không thích mấy anh trai mà lăng nhăng quá chị. Với lại gia trưởng với lại tự cao á. Nếu mà có giỏi thật thì cũng nên khiêm tốn một chút. Với lại em không thích con trai mà tính của đàn bà chị. Tính nhỏ nhen hay tính toán chứ. Có đàn bà không? Có không anh Linh? Dạ không anh. Có gia trưởng không? Dạ không. Có tự cao không? Dạ không ạ. Thì các bạn nữ hồi nãy có quan nói là không có lăng nhăng thì cái đó thì em chắc chắn không nhăn. Tại vì em nay 30 cũng chưa yêu ai, chưa em. Chưa yêu ai luôn hả? Dạ. 30 tuổi chưa có mối tình nào hả? Kiểm tra coi tường cái vụ này nguy hiểm lắm á. Dạ chị. Ủa sao vậy? Sao mà 30 tuổi mà chưa yêu ai? Là em muốn là khi nào mình có công việc ổn định và có cái nhà ổn định thì em mới yêu. Yêu để. Đứng lên coi, đứng lên coi coi có tiền không cái gì không? Lên được dạ rồi. Em 1m73 chị. Không mà liếc nữ có liếc nam không? Thấy nam thì cũng phải nhìn thôi chứ gì, nhưng mà gọi là cũng bình thường. Nhưng mà em thích trai hay thích con gái? Dạ thích. Thích nữ chứ chị. Nói tới anh. Chắc không? Dạ chắc ạ. Dạ. Thì cũng trước giờ cũng nhiều bạn học chung với em bảo là em 30 tuổi rồi mà chưa yêu ai, cũng nhiều người cũng nghi ngờ em, nhưng mà em khẳng định là em men trăm trăm chị. Theo em sao gọi là thương, sao là yêu? Khi mình gặp người đó xong mình có cảm giác rất là bồng bềnh, giống như là mình có thể là quên mọi chuyện. Gặp ai đó mà bồng bềnh chóng ngợp là uống chai bia vô đó. Nói nghe nè, biết hung chưa? Dạ, dạ chưa ạ. Chưa hung luôn. Chúc cho hung bên kia được không? Chắc nó hồi hộp lắm á. Được. Trời, ngon lắm chú bộ, đừng có giỡn. Chờ chút xíu anh coi coi. Ủa, ủa mà em có bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ nếu mà tính tình đơn phương là em được 2 mối chị. Chưa chính thức luôn hả? Dạ có một cái chính thức ạ. À. Chưa có rồi. Chính thức bao nhiêu năm em? Dạ có 1 tháng anh. Trời ơi, yêu nhau lâu ghê vậy đó. Ủa sao yêu có 1 tháng bỏ vậy? Dạ anh đó, anh hay đòi hỏi lắm anh. Anh đòi hỏi gì ạ? Dạ đòi nắm tay nắm chân nha. Thì nắm tay bình thường gì đâu. Mà xa hơn chút nữa anh. Đòi gì nữa? Dạ hơn cái đó nữa. Hơn nữa. Dạ. Hơn thôi không hỏi. Anh là dễ thương lắm. Bên đây á, mà em quen với anh này là em phải đòi hỏi ảnh á. Em thích mấy người hiền hiền vậy. Phải không? Đừng có mọt chọt quá, đừng thấy gái mà lại nắm tay em chân liền em ghét lắm. Nhưng mà họ cho nắm tay là được rồi nha. Dạ nắm thôi, đừng làm gì nữa. Có hung nữa đó. Dạ thôi nắm tay không, thôi. Đấm nút là đồng ý yêu nhau rồi đó. Nhau được không? Không tôi khỏi hà màn luôn. Dạ vậy cũng được. Hung được, hung được. À, mà bạn bạn trai là mình có đặt ra cái tiêu chuẩn bạn nữ là như thế nào không? Do là em cũng chưa có yêu lần nào nên em cũng muốn bạn gái thì cũng có 1-2 mối tình trở lại thôi. Chiều cao thì em cũng không quan trọng, sao nhìn dễ thương. Dễ thương là được rồi. Cô gái dễ thương lắm. Nè không tin tôi phải không? Bây giờ có đi với người thân không? Dạ em có đi với chị dâu với đi cháu gái với các bạn ạ. Rồi chào chị. Dạ em là chị dâu của bạn Cường. Nhìn em thì rất là dễ thương, có duyên. Hôm nay hai bạn mặc trang phục là rất là hợp. Thôi để ý tới trang phục luôn đi. Chị mà để ý kỹ lắm. Rồi em nghe kế tiếp coi sao.
Dạ con là cháu của chú Cường ạ. À. Cháu hả? Dạ. Cháu thấy thím bên này sao cháu? Dạ con thấy thím bên này dễ thương á, hợp với chú của con ạ. À. Con thấy cái tính tình cũng vui vẻ, cũng hòa đồng. Chú con thì đi làm xong rồi về cứ ngủ thì để đi làm vậy thôi, không có thời gian cho nên là chưa có tìm hiểu đi bạn gái. Chắc nay cũng là cơ hội cho chú để tìm hiểu ạ. À. Đúng rồi, cơ hội của chú nha chú. Chú phải nắm bắt á nha. Dạ. Bạn gái đi với ai? Mình có đi với ai không? Dạ em đi với em gái với anh rể của em chị. Rồi, bên chị dâu bên anh rể. Dạ, chào chị Cát Tường với chú Hương Linh. Dạ, chào anh bên đây luôn. Con khỏe không? Dạ con khỏe lắm, chú khỏe không ạ? Chú khỏe. Dạ. Con thấy sao con? Con thấy hôm nay anh cũng được, anh dễ thương á. Chút nữa bấm nút nha. Có yêu cầu anh trai anh rể gì không? Chị em hiền lắm, anh đừng ăn hiếp chị em. Anh thấy anh cũng hiền lắm nên chắc có vấn đề đó chắc em yên tâm đi. Anh nghĩ chắc chị em ăn hiếp ảnh. Hai bên nào cũng là được á. Thôi được rồi, cảm ơn em. Rồi kéo màn lên đi. Mạnh dạn lên nha. Em chào anh ạ. Em có món quà tặng anh. Hả? Cũng lần đầu tiên gặp em thì anh cũng có món quà và bó hoa để tặng em. Chúc em cũng ngày nào cũng xin như bó hoa này nha. Dạ cảm ơn. Dạ anh có gì muốn hỏi em không ạ? Em dễ thương quá. Dạ. Đúng như nãy giờ chị Tường nói thì đúng là dễ thương ạ. À. Cái chương trình này thì anh cũng mới biết cách nay 4-5 tháng thôi. Thì tới chừng anh xem mấy tập đầu anh cũng không nghĩ là sẽ đi lên đây để tìm vợ trên chương trình này. Nhưng mà tới chừng xem nhiều rồi đấy. Ồ chương trình này quá hay, quá ý nghĩa. Nên anh quyết định tham gia chương trình này. À. Thấy ảnh nụ cười ảnh đẹp không em? Dạ được vậy. Thiếu cái răng cỡn thôi xí xóa nha. Dạ, miễn cười đẹp anh được không ạ? Tính anh thì cũng hơi nhút nhát nên hầu như là cái vấn đề mà bạn nữ gặp mà mấy bạn á nữ á để mà mình mạnh dạn tỏ tình thì anh rất là kém cái phần đó. Em thấy anh nói chuyện cũng vui mà, thấy cũng cởi mở. Nếu mà tìm hiểu nhau được ok thì em không bao lâu kết hôn được. Dạ mẹ em cũng hối lắm rồi nhưng mà để em tìm hiểu khi nào mà em thấy tìm được một người phù hợp với mình với lại người đó thương em thiệt lòng thì lúc đó sẽ cưới. Ủa sao em giống anh quá, tại vì anh bây giờ thì má anh cũng mong mỏi hàng ngày luôn là và đó là lý do nhất. Và lý do thứ hai thì đúng là anh muốn vợ thiệt. Có gia đình anh thích chia sẻ việc nhà với vợ không vậy? Cái vấn đề nhà việc nhà thì anh làm được. Dạ. Nấu ăn hay là giặt giũ hay là sửa ống nước sửa điện thứ gì anh đó làm được ok. Em đang tìm người biết sửa điện sửa nước. Ủa bạn nam biết nấu ăn luôn hả? Dạ. Wow, nấu món gì ngon nhất? Dạ thì em thì có sở trường chỉ làm được món bánh xèo chị ạ. Trời ơi, đổ bánh xèo luôn. Vậy là giỏi lắm rồi. Muốn trai con gái gì nói luôn đi. Muốn vợ quá mình phải nói hết đi chứ em. Dạ, con thì anh muốn là nếu mà có điều kiện kinh tế thì khoảng chừng 3 con đứa. Em thích 3 đứa à. À, phải có ít nhất điều kiện ít nhất phải có một đứa con gái. Dạ, em thì em thích con trai. Vậy nếu mà mốt mà sinh con gái thì anh sẽ đặt tên, còn nếu mà con trai thì em đặt tên được không? Dạ. Dạ, anh biết hát nhạc sến gì không anh? Nhạc sến hả? Dạ. Hát trước đám cưới hay là hát trước mọi người đông như thế này anh chưa hát bao giờ. Giờ làm thử đi, làm thử ra đi. Cho nên suy cho cùng thì anh nên làm bao quan. Không bên Tây bên Tàu mà chơi đi hướng Việt Nam. Anh cầm đón chẳng sang chỉ mình anh đây mà thôi. Em nhắm đôi mi lại để anh nắm tay dịu đi. Trời ơi. Ông hát mà ông căng thẳng dễ sợ. Lúc nào mà vợ buồn thì buồn rồi hát nha. Lấy nhau về tiền bạc ai giữ? Dạ anh cho em giữ không vậy? Thì anh nghĩ thì vấn đề giữ tiền thì ai quản lý tốt hơn thì người đó giữ. Nhưng mà anh thì tự nhận là anh quản lý tiền anh rất là kém. Em cũng kém luôn anh ơi. Để chị giữ giùm cho. Để anh với Tường giữ cho. Tôi cần gì lấy cũng được. Thôi giờ mình nói một câu gì tận đáy lòng của mình. Thì anh đấy nãy giờ gặp em thì anh thấy là yêu em từ cái nhìn đầu tiên rồi. Yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Quá xuất sắc. Em á, về ngoại hình là em ốm lắm, em xấu lắm. Nhưng mà em không phải là một người yêu lý tưởng. Nhưng mà nếu là một người vợ thì em sẽ hết lòng vì chồng vì con ạ. Anh trai nói một câu gì đó cho bạn nữ tự tin đi. Đẹp đấy. Dạ, nhiều có ai nói gì không? Dạ có ạ. Em đang suy nghĩ gì vậy? Em sợ bạn nữ không bấm nút thôi ạ. Sợ bạn nữ không bấm nút hả? Dạ. Nào 3 2 1 hết thời gian. Bạn nữ đã bấm nút. Mừng quá. Có vợ rồi, có vợ rồi. Đây, cầm tay vô. Rồi, không đi em. Nụ hôn đầu đời của em á. Này cũng đầu đời của anh luôn mà. Trời ơi, càng bấm tay quý vị ơi.
đầu đời mà lâu lâu chị nào tôi nói buông mới buông nha. 2, 3. Im luôn, giữ im, giữ im. Giữ im. Giữ im luôn. Dạ chưa có đụng anh ơi. Ủa, chưa đụng hả trời, bạn gái nó chưa đụng vậy. Chưa đụng vậy ông. Đụng mạnh vô là làm lại. Chừng nào được thôi. Mạnh vô, im, giữ im. Giữ im, im luôn. Thôi hợp quá. Thôi hợp quá. Diễm có cái vụ này lắm nha, ba chục tuổi. Như là kiếp trước gặp nhau rồi nè. Coi kỹ, trời ơi, xứng đôi quá vậy trời. Mai mấy cưới thì tôi hỗ trợ lần cưới liền luôn đi. Dạ, được ạ. Nếu 3 ngày tôi lo hết cho. Anh lo tội chi phí luôn hả? Ừ. Cũng được. Được ha. 3 ngày được là gọi tôi nha. Đây, gửi tặng. Năm nay em 24 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở Đồng Nai. Mà quê gốc của em thì ở Bình Định. Làm việc và sinh sống tại quận 7. Em đang công tác tại phòng kỹ thuật của tổng công ty Mai Nhà Bè. Mời bạn Nam. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, các bạn khán giả và bạn nữ. Em là Hồ Bình Ngọc Quang, thì em sinh ra và lớn lên tại Bà Rịa Vũng Tàu. Quê gốc thì ở Quảng Ngãi. Dạ, em đang công tác tại quận 2, tại công ty cổ phần địa ốc Đại Quang Minh. Em làm bên kỹ thuật xây dựng. Kỹ thuật xây dựng? Dạ, chuyên quản lý về khối lượng và chất lượng công trình. Lý do tại sao bạn nữ có mặt ở đây hả bạn nữ? Em vẫn còn e sắc ế anh. Mình đã trải qua mối tình nào chưa? Em đi học đại học thì cũng có trải qua 2 mối tình nhưng mà không được bao lâu. Hầu hết á mọi người nói á là nhìn mặt em không ai tin em ế hết. Với lại em không có thích đi ra ngoài nhiều. Thời gian rảnh để mà nghỉ ngơi thì hầu hết là em ở nhà. Mình có những cái điểm mạnh và điểm yếu gì? Điểm mạnh của em á thì là một người năng động, thích tham gia các hoạt động phong trào của trường, của công ty. Trong công việc á thì em rất là tỉ mỉ. Còn về điểm yếu á thì thỉnh thoảng em hay nóng tính. Rồi khi mà em bực mình á chị, em hay lầm bà lầm bầm lắm. Một mình á, mấy người nhìn em cứ hay nói em bị khùng. Em nói xong là xong. Không sao, vậy cũng thẳng thắn, người ta cũng dễ nhìn nhận được mình đúng không? Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Tính hiện tại bây giờ thì em mới chỉ có một mối tình thôi. Kéo dài khoảng từ 1.5 đến 2 năm. Ưu điểm, khuyết điểm của bạn là gì? Em chỉ có ưu điểm là mình mạnh mẽ về trong mọi chuyện, tự tin. Và mình giải quyết được vấn đề một cách rất là nhanh. Dạ. Còn khuyết điểm của em thì hiện tại em không biết ủi đồ. Cái này em làm được anh, tại vì em học chuyên ngành may. Ủi đồ mà không biết đơn giản mà. Những cái bộ quần áo của em ủi xong tự nhiên em treo lên lát nó nhăn queo. Ủa vậy bình thường hàng ngày đi làm đồ bạn là ai ủi? Dạ có khi em ủi nhưng mà nó ủi xong nó nhăn, tại em làm ngoài công trình đó chị, cho nên cũng không quá trọng về cái hình thức lắm. Dạ. Có tật xấu gì không? Dạ ngủ thì ngáy. Không biết bạn nữ có chịu được cái tiếng ngáy không biết. Nếu như mà mình có đi xa hơn á, anh phải đợi em ngủ rồi anh mới được ngủ. Mà sợ em ngủ anh ngáy cái em thức dậy cũng vậy. Trời ơi to lắm. Không, em ngủ say lắm anh. Em mà ngủ rồi thì trời có sập em cũng không biết đâu. Cũng may quá, phải vậy mới được. Được, vậy là hợp đó. Rồi, mình có cái đặt ra cái mẫu tiêu chuẩn người bạn trai mình cần tìm là như thế nào? Anh ấy phải cao từ 1m68 trở lên. Em cao bao nhiêu? Em cao 1m72 chị ơi. Được. Anh cao bao nhiêu? Dạ, em cao 1m6. 1m6, rồi dạ. Quê phải gần Đồng Nai, gần nhà em. Anh ở Vũng Tàu em ơi. Được luôn. Rồi, gì dạ, nữa? Dạ, em thích người theo mẫu hình tượng người đàn ông của gia đình á. Phải có quan điểm riêng chứ không phải là gió chiều nào sai chiều đó. Bạn trai mình có chính kiến, có lập trường không bạn trai? Dạ, chính kiến em vững lắm chị. Khi mà em ra quyết định rồi, nói gì cũng không lung lay nổi hết trơn á. Ngoại hình, mặt mũi, mình có mẫu người lý tưởng nào không? Em không quan trọng về ngoại hình. Em chỉ cần người đó cao hơn em và là một người mà biết quan tâm chăm sóc gia đình là được. Trai đẹp không phải của mình. Rồi, vậy thì bạn trai thì sao? Mình đặt ra cái chuẩn mẫu người bạn gái mình như thế nào nè? Bạn gái thì chỉ cần ăn mặc đơn giản, không quá hở này hở nọ thôi. Chiều cao thì khoảng tầm 1m58 đến 1m62 chẳng hạn. Tương đối vừa người là được. Có cái điều gì em không thích ở người phụ nữ không? Ngồi lên đôi mắt đó chị. Là nhiều chuyện. Cái này em không có anh ơi. Dạ. Có không? Dạ không. Nếu được thì hai người khi nào tiến tới hôn nhân được? Bạn trai cơ bản từ khoảng từ 27 đến 30 thì có thể mình lập gia đình là được. Dạ em cũng có suy nghĩ như vậy. Em nghĩ là tuổi tác không có quan trọng, quan trọng là cái tình cảm của mình á nó đủ lớn để tiến tới hôn nhân thì sẽ tiến tới dạ. Thôi giờ trước khi chị coi mặt em có yêu cầu gì ở phía bạn trai nữa không, chị qua chị hỏi luôn cho. Không được ở dơ quá. Anh này ở dơ quá thì dơ luôn, bây giờ thấy sao dơ dữ biết không. Có ở dơ không mà. Dạ ở dơ thì chắc là không, nhưng mà do công trình thì bụi bặm thì chắc cũng nhiều á. Rồi tối có khi nào đi làm về mệt quá nghỉ tắm luôn không? Dạ không, phải tắm mới ngủ. Phải tắm mới ngủ. Dạ. Nhìn ta thấy sạch sẽ lịch sự gì. Tại bữa nay ta lên đây người ta cần ráng vớt bộ đồ vía vô thôi bình thường. Không, em mới từ công trình chạy ra luôn anh chị. Ủa vậy hả? Dạ.
Nhìn thấy là biết là không có ở dơ rồi. Được ha, vậy là cũng ổn ha. À, mình có phải làm dâu gì không? Dạ, làm dâu thì em xác định em ở thành phố cho nên cũng làm dâu cũng không cần lắm. Rồi, lấy nhau về thì tiền bạc ai giữ, tài chính ai quản lý? Dạ, tài chính thì đương nhiên là vợ giữ rồi, còn cho gì bao nhiêu cho. Vợ đi làm được không hay phải bắt vợ ở nhà nội trợ? Dạ, giờ thời phụ nữ hiện đại thì phải đi làm với chị, cùng đi làm xây dựng mới tốt chứ. Rất rõ ràng và mạch lạc. Bạn trai rất là chính xác và chính chắn luôn. Ha, bây giờ đến xem nhà bên nữ thế nào đây. Rồi, chào em, xinh gái quá. Anh mà xây dựng đó, hay đi đây đó hoài luôn, em có ngại gì không? Như công trình á. Có ghen không? Dạ, quan trọng là ở con người đó anh. Nếu như mà ảnh có tính lăng nhăng rồi á, thì em có giữ 24 trên 24 thì ảnh vẫn đi lăng nhăng được thôi. Còn nếu như mà một người đâu còn ở đây đâu. Dạ, nếu như mà ảnh đã thật lòng với mình á, thì em nghĩ là đi ra đường mà có gặp trai gái đẹp á thì anh chỉ nhìn cái thôi, nhưng mà trong lòng anh có em là được. À, có nghĩa là gặp gái đẹp vẫn cho nhìn đúng không? Dạ, được. Nhìn cái được chứ cũng nhìn cái thứ hai, đừng nhìn cái thứ ba thôi. Rồi, ổn rồi. Là ổn. À, hai người này thấy hợp đó nha. Bây giờ mình hỏi người thân đi. Dạ, em đi với ba người bạn thân chị. Rồi. Sao chào các bạn. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, em xin chào chị Cát Tường. Em là bạn ở cùng phòng với Thạch. Ừ. À, em thấy anh bên đây thì rất là hiền, dễ thương á. Dễ thương quá. Thạch cứ quen anh này đi rồi anh sẽ bỏ béo cho Thạch được. Không, đâu có ốm đâu, không có ốm đâu. Nhìn anh mà. Là em cũng biết rồi ha. Anh thì ăn gì cũng dễ cho nên nuôi chắc cũng dễ lắm á. Bạn trai, mình có đi với ai không? Dạ, em đi với lại một đồng nghiệp và một người anh. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Anh thấy ok, em gái này cũng rất là hợp với em. Ở nhà thì không có ai ủi đồ hay gì đó. Thì thấy bạn ủi đồ hoài mà không có ủi đồ ha. Lấy nhau về để ủi đồ giùm thôi hả? Bạn đó có cái tật xấu gì mà nãy giờ bạn chưa khai ra không? Em thấy là từ công trình về không là bạn ấy ngủ với ở nhà là lên mạng xuyên suốt. Ủa vậy anh hay lên mạng với anh có sống ảo không anh? Không, anh sống thật đó mấy ơi. Anh lên mạng chủ yếu nghe nhạc không à. Vậy là giống em rồi. Cảm ơn hai bạn nhiều. Chúng ta sẽ kéo màn lên cho hai người gặp mặt và tự quyết định nha. Rất dễ thương, xinh xắn nha. Rồi, nào. Chào em. Thì nó qua Trinh nãy giờ cho đổi á, anh cũng có cảm nghĩ là em thú vị đặc biệt. Anh làm công trình gì đó, hay nhậu không anh? Nhậu thì cũng có, nhậu với đối tác, nhậu với nhà cung cấp, nhậu với bạn bè đồng nghiệp thì cũng có. Nhưng mà mình biết điểm dừng. Biết điểm dừng là được. Đôi lúc cũng có say và nhờ đồng nghiệp cũng đưa về nhiều. Vậy là sau này á, sau này nếu như mình tiến tới xa hơn á thì anh say anh có thể gọi cho em sẽ tới đưa anh về. Cảm ơn em. Dễ quá trời. Tình hình hẹn hò sao bạn? Dạ thì nếu như mà sau cái cuộc trò chuyện hôm nay thì được thì em xin được hẹn hò ngay luôn ạ. À. Nhưng mà hẹn thì chắc em hẹn ở quận 7 cho gần bạn nữ cho về tiền. Đúng rồi chứ ai hẹn ở Bình Thạnh. Thỉnh thoảng mình cũng phải, nữ cũng phải chủ động thì thỉnh thoảng em qua bên đó cũng được. Không cần đâu, anh sẽ tự động qua. Rồi. Con cái người nào thích trai gái gì đó. Anh trai gái gì cũng được, miễn sao con của mình là được rồi. Dạ em thì em thích con gái hơn. Sinh con gái đầu lòng trước á thì sẽ là chị của gia đình. Em hy vọng là sinh hai đứa, đứa đầu tiên là con gái, đứa sau là con trai gái gì cũng được. Thôi bây giờ mình nói về tình cảm đi. Làm sao mình thuyết phục tỏ đối phương đi. Tỏ tình với nhau. Đúng rồi. Nãy giờ anh cảm nhận người em rồi, không biết các em cảm nhận anh như thế nào? Thì em gặp anh á thì em thấy anh cũng là trong mẫu người của em, là em thích một người hơi tròn một chút. Khi ôm sẽ có cảm giác hơn, tại vì em hơi gầy á, cao hơn em là được rồi. Thì anh giờ cũng không biết nói gì. Thôi anh cũng hát dở lắm. Nhưng mà nhân dịp này anh cũng xin hát tặng em bài Mùa Xuân Đó Có Em. Nếu chiều nay lỡ hẹn không về thì xuân năm nay xuân sẽ buồn, sẽ buồn hơn mấy cõi mai già. Và mùa xuân quên mặc áo mới, hẹn hò xa xưa để quên tất cả, dành cho em tình yêu rất lạ. Dù sao anh cũng về, mong xuân đã chín đỏ
bàn tay nên yêu hoa cúc, bàn tay yêu hắc lọt lệ sầu. Rồi hết chương trình. Một giọng ca hết sức là tự tin. Nãy có đem gì tặng bạn gái không? Dạ nãy em có giỏ hoa mà để quên chứ. Dưới nào? Dưới đó. Dưới đó là đâu? Có giỏ hoa tặng bạn gái cũng quên nữa, nằm đây nè. Ồ dạ. Trời ơi thiệt. À, này, anh có giỏ hoa sẽ tặng em. Dạ, em cảm ơn. Em cũng có một món quà muốn tặng anh. Đây là cái món quà mà tự tay em làm. Nó không đẹp lắm nhưng mà em hy vọng anh sẽ thích. Chắc chắn là sẽ thích rồi đó. Mỗi đêm anh ngủ em hy vọng sau một ngày làm việc mệt mỏi, anh sẽ có những giấc ngủ thật ngon và mơ những giấc mơ đẹp. Hỏi đây coi gì, gì mà dễ thương quá vậy. Mời xuống cho tôi coi ké đi. Wow, ngủ ngon nghe. Cảm ơn em. Quá chu đáo. Rất là dễ thương, rất là tỉ mỉ. Chúc anh ngủ ngon, chị nằm xuống ngủ rồi. Đúng rồi, ngủ để mày dễ ngủ lắm. Ngủ trước đó. Ngủ ngon á, nãy em ngủ không được đâu. Rồi, hai bạn đặt tay sau nút bấm đi. Suy nghĩ thật kỹ nha. Để xem hai người có nằm chung cái bao gói đâu. 3 2 1 Hết thời gian. Rồi, để bấm nó không vô. Quá lò quá ha. Bấm nó không vô. Quá lò. Rồi nắm tay nhau đi các bạn. Nha đi. Nào rất đẹp đôi. Ta hôn vậy mới hôn. Đúng rồi. Nó phải vậy chứ. Đây là những vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Đây là thẻ thanh toán quốc tế đến từ Nhật Bản JCB trị giá 1 triệu đồng. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Hạnh phúc sẽ được nhân đôi nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân, sẽ được tặng một suất chụp ảnh cưới trọn gói cao cấp trị giá 15 triệu đồng từ áo cưới Milan. Chúc hai bạn hạnh phúc nha. Đây, quà của bạn. Ôm thật chặt quà và nắm tay thật chặt người yêu. Phải đi đến bến bờ hạnh phúc nha. Rồi, chúc mừng hai bạn.